Công ty dinh dưỡng Herbalife Việt Nam vừa được công bố thuộc top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2022 theo đánh giá của VN Report. Đây là lần thứ hai Herbalife Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này khi các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife Nutrition được người tiêu dùng trong nước đón nhận mạnh mẽ. Sản phẩm của Herbalife Nutrition được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đáng tin cậy và trải qua nhiều khâu kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quy trình sản xuất khi kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp và tập thể dục thường xuyên, các sản phẩm của Herbalife Nutrition có thể giúp người sử dụng nâng cao sức khỏe.